Hello, yes. Rồi, tiếp tục em ha. Như vậy là hôm mình đang ngưng ở cái video số 2 rồi. Là thầy cứ đại xong cho em rồi. Thì hôm nay mình trước khi qua ví dụ 3 đó, bây giờ thầy muốn em, thầy em hãy làm việc chung với thầy này, là bài ví dụ số 2A. Thì cái đề bài này tương tự bài số 2, nghĩa là thầy mong em hãy thực hành bài này để mình nhớ bài, được chưa? Thì em có thể ngưng video lại cũng được, rồi chép đề rồi làm. Rồi tí nữa em sẽ dò đáp số của em làm với của thầy để biết đúng hay sai, được chưa? Thì cái đề bài như sau: tìm các giá trị của tham số m để bấc phương trình này vô nghiệm. Rồi, rồi, được chưa? Rồi nên ngưng video lại để làm ha. Còn em nào không làm thì nghĩ là có coi tiếp cũng không hiệu quả lắm. Mình làm mới nhớ được, được chưa? Rồi, em có khoảng độ 2 phút. 2 phút để làm bài này em ha, 2 phút. Đó, rồi ngưng video lại đi, 2 phút em ha. Đó. Còn nếu em nào mà chưa nhớ cách trình bày thì em có thể chép lại cái ví dụ 2A, rồi em lùi cái video lại ở ví dụ số 2 đó để coi các bước trình bày như thế nào, thì em sẽ trình bày cẩn thận như thế, được chưa? Đó, thầy chỉ cho đáp số bài số 2 thôi. Rồi, quán làm không ha, quán làm không thầy. Đó, được chưa? Rồi, ngưng video lại. Và sau khi em làm xong đó, thì thầy sẽ cho em đáp số, được chưa? Thì cái đáp số thì công bố đáp số luôn nha, rồi em sẽ làm và so sánh với thầy này. Thì cái đáp số của cái bài này thì thầy giải ra nghĩa là đáp số là m sẽ bé hơn trừ 4 hoặc m sẽ lớn hơn bằng số mấy này, bằng số 0. Đó là m sẽ nhỏ hơn trừ 4 hoặc m lớn bằng 0, đó là đáp số của câu 2A. Và thầy chúc mừng em đã làm được xong được câu 2A với đáp số đúng như vậy, được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục qua cái ví dụ số 3. Ở đây là em sẽ thấy được những ý tưởng mới qua cái ví dụ này. Là ví dụ số 3: tìm các giá trị của tham số m để bấc phương trình sau nghiệm đúng. Rồi, em để ý từ này, nghiệm đúng với mọi x. Rồi, bấc phương trình này, phân số x bình trừ m x trừ 2, mẫu là x bình trừ mấy cộng 4, này lớn hơn trừ mấy này, trừ 1, được chưa? Đó, rồi em chép bài lại đi, em chép bài lại và thầy và trò mình cùng hướng dẫn bài này với thầy, được chưa? Rồi, vậy thì cái bài toán này là nghiệm đúng với mọi x, nhưng mình để ý bấc phương trình này nó chưa quen thuộc em ha, nó chưa quen thuộc, nó không giống như ví dụ 1 hay ví dụ 2. Vậy thì bây giờ chắc chắn mình sẽ tìm cách biến đổi xử lý cái này để từ cái bấc phương trình lạ mình đưa thành những cái bấc phương trình quen thuộc, và cụ thể mình sẽ đưa thành một cái bấc phương trình bậc mấy đây, bậc 2, được chưa? Đó, phải biến cái phức tạp thành cái đơn giản, được chưa? Rồi, vậy đồng hành chung với thầy này, làm việc chung với thầy này. Rồi, cái lời giải bài này như sau ha. Rồi, thì chép lại cái đề bài một xíu. X bình phương trừ m x trừ 2 này là chia x bình trừ 3x cộng 4, rồi này sẽ lớn hơn trừ mấy này, trừ 1. Thì chắc chắn thầy thấy là vế phải của mình chưa phải là số 0 á, thầy sẽ chuyển trừ 1 qua. Thầy chuyển cái trừ 1 qua. Đó, chuyển cái trừ 1 qua. Này là chia cho x bình trừ 3x cộng 4. Chuyển trừ 1 qua thành cộng mấy này, cộng 1. Vậy cái này sẽ lớn hơn số mấy? Lớn hơn số 0. Được chưa? Thì bấc phương trình này có mẫu số thì mình quy đồng mẫu số thôi. Thì khi mà thầy và trò mình quy đồng mẫu số đó, thì em phải để ý bấc phương trình khi quy đồng mẫu số thì em để ý nha, đừng có vội vàng bỏ mẫu vội, đừng có bỏ mẫu ngay nha, mà phải để ý xem là cái mẫu này cái dấu như thế nào, là dấu nó âm nó dương, hay là cái dấu của cái mẫu là có thể âm có thể dương thì mình xử lý, chứ không có bỏ mẫu bừa bãi được, được chưa? Vậy thì bài này, cái mẫu này thầy chưa biết là âm hay dương, bây giờ thầy trước mắt thì thầy cứ tạm, thầy tạm làm gì, thầy để nó lên mẫu như vậy trước đi, rồi tí nữa thầy cho nhận xét sau. Vậy thì cái chỗ này, cái phân số này thầy vẫn giữ nguyên, còn riêng cái số này mình sẽ hình dung là em lấy cái mẫu nhân lên đây, rồi cái này là sẽ là cộng cái số 1 nhân với cái này thôi, là thôi mình viết lại này là x bình trừ 3x rồi cộng 4. Đó, mình nhân cái mẫu lên số 1 đây, được chưa? Và cái này sẽ lớn hơn số mấy này, rồi lớn hơn số 0. Đó, nó vậy thôi, được chưa? Rồi,
Vậy thầy sẽ xóa cái bài số 22 này đi. Rồi. Rồi, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ có những cái nhận xét. Bây giờ các em nên để ý cái mẫu này. Để ý cái mẫu này nha. Là cái dấu của nó sẽ là dấu gì? Âm hay dương hay là nó đổi dấu? Để mình biết cách mình xử lý. Nên như vậy. Được chưa? Thì mình có nhận xét thấy này. Rồi, các em nhận xét thấy là x bình trừ 3x cộng 4. Cái này là luôn luôn lớn hơn 0 với mọi x thuộc gì ấy? Mọi x thuộc R. Đó. Cái biểu thức dưới mẫu là x bình trừ 3x cộng 4. Thì cái này là luôn luôn lớn hơn 0 với mọi x thuộc R. Biết tại sao không? Thì nhìn này. Vì trong bài này delta là bằng gì? Delta là bằng B bình. B bình đây là số trừ 3. Vậy 3 trừ 3 bình phân là 9. 9 trừ 4 AC. Đây. Đó là B bình nghĩa là 3 phân là 9 trừ 4 AC là 4 nhân 1 nhân 4 này là 16. Thì đáp này là 9 trừ 16. Mấy ta? 9 trừ 16 thì 9 là bằng trừ mấy đây? Rồi, bằng trừ 7. Được chưa? Bằng trừ 7. Thì cái này là số gì đây? Là số âm. Mà trong bài này cái hệ số A của mình đó, hệ số A cũng là hệ số của x bình là A, là chính là số 1, là số gì đây? Là số dương. Đó, thì em biết rồi. Cái tam thức bậc A mà delta là số âm và hệ số A dương thì cái dấu của nó là cùng dấu hệ số A, nên là trong bài này là cái tam thức này luôn lớn không với mọi thủ R. Nó giải thích như vậy là ok rồi. Được chưa? Đó. Rồi. Vậy thì do cái mẫu này dương á, do cái mẫu này dương ha, vậy thầy ký hiệu đây là bất phương trình số 1 đi, trình số 1. Vậy thì khi đó cái 1 này tương đương với cái gì? Thì do cái mẫu số này dương nên muốn cho cái phân số này, muốn cho cái phân số này mà lớn hơn 0. Rồi, lớn hơn 0. Vậy thì lúc này sẽ tương đương cái gì đây? Là x bình phương là mình cho cái thì mình cho cái tử số này này, cho cái tử số là x bình phương trừ đi mx rồi trừ đi 2 rồi trừ đi 2. Được chưa? Rồi cộng với x bình phương trừ đi 3x cộng 4. Rồi cái này cũng sẽ phải lớn này, phải lớn 0. Đó. Cái phân số này muốn dương thì mẫu số này dương thì cho cái tử phải dương thôi, thì cả phân số sẽ dương. Được chưa? Rồi mình thu gọn cái tử số lại. X bình cộng x bình là 2x bình phương. Này. Đó. Cái này là trừ mx với trừ 3 trừ 3x này. Thì các em hình dung là mình đưa đứa trừ ra ngoài. Rồi, bên trong này là đứa trừ ngoài này còn là chữ m. Trừ 3x đứa trừ ngoài còn đứa cộng là cộng 3, này là nhân với x. Được chưa? Trừ 2 cộng 4, trừ 2 cộng 4 này chính là cộng mấy đây? Cộng 2, này sẽ lớn hơn 0. Đó. Được chưa? Rồi, mình cẩn thận này, x bình cộng bình là 2x bình này. Này là trừ mx với trừ 3x, đặt dấu trừ ra ngoài, đặt x ra ngoài. Con này còn m này cộng 3, trừ 2 cộng 4 là cộng 2. Được chưa? Vậy thì khi đó em sẽ lưu ý. Khi đó, vậy bất phương trình đã cho nghiệm đúng. Mình sẽ dô yêu cầu, mình dô xử lý yêu cầu bài toán. Bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x. Thì khi nào? Là cái thằng bất phương trình này. Là khi và chỉ khi là 2x bình phương trừ đi m cộng 3 nhân x rồi cộng 2 lớn 0. Thì cái bất phương trình này cũng sẽ làm sao đây? Nghiệm đúng với mọi x. Đó, vậy thôi. Nghiệm đúng với rồi mọi x. Được chưa? Thì cái nghiệm đúng với mọi x chẳng qua là bất phương trình này luôn lớn không với mọi x thuộc R đó. Vậy thì bài toán này khá quen thuộc rồi. Đó, vậy tương đương cái gì? Thì trong bài này cái hệ số A của mình đó là do A bằng số 2. Nên là cái này A mình luôn luôn là số dương rồi. Nên là mình không cần xét trường hợp bằng 0 hay khác 0 hết, mà gồm luôn có hai điều kiện A và delta. Thì cái này là lớn không? Delta sẽ nhỏ hơn 0. Delta sẽ nhỏ hơn 0. Được chưa? Delta sẽ nhỏ hơn 0. Còn hệ số A sẽ gì đây? Sẽ dương. Đó. Nghiệm đúng, được chưa? Rồi, vậy cái này sẽ tương đương cái gì? Rồi, em xử lý tiếp thầy. Ở đây hệ số A là dương là 2 lớn hơn 0. Vậy cái này luôn đúng. Luôn đúng thì em sẽ bỏ đi. Được chưa? Còn delta là B bình này. Thì cái thằng bên này trừ bình phương là bỏ là bằng số 1. Vậy còn là M cộng 3 tất cả bình phương trừ 4AC là 4
nhân 2 là nhân 2 đây, rồi cái này sẽ bé sang mấy này? Số 0. Được chưa? Vậy thì cái này tương đương cái gì? Cái 2 lớn không bỏ đi, còn cái này m cộng 3 bốn 2 em khai triển hạn thức ra là m bình phương cộng 6m rồi cộng 9 trừ đi vậy là 4 nhân 2 10 trừ đi 16 thì cái này sẽ nhỏ hơn số 0. Rồi tụi mình thu gọn lại là m bình phương cộng 6m, 9 trừ 16 là trừ 7. Vậy cái này sẽ nhỏ hơn 0. Và đây là cái bấm phương trình bậc 2. Bấm máy tính họ sẽ đóng được tùy em. Đó. Và đáp số này sẽ ra bao nhiêu? Thì cái này là a cộng b cộng c bằng 0, và nghiệm sẽ là 1 với trừ 7. 1 với trừ 7. 1 với trừ 7. Vậy đáp số của mình là thể xét đấu không em làm trước là trừ 7 nhỏ m và nhỏ số mấy đây? Số 1. Và mình kết luận vậy. Cuối cùng là m lớn hơn trừ 7 và nhỏ hơn số gì? Số 1. Được chưa? Đó. Như vậy là em với thầy xong được cái ví dụ số 3. Một ví dụ cũng khá thú vị đấy em ha. Nó học được những ý tưởng mới. Là khi quy đồng mẫu số của bất phương trình thì đừng bỏ mẫu vội. Mà muốn bỏ mẫu được thì phải biết nó dấu âm hay dương. Mà muốn biết âm hay dương thì phải nhận xét, phải kiểm tra nó này. Thì trong bài này là cái mẫu nó dương. Thế là muốn cho các phân số này luôn lớn không thì chỉ cần cho tử lớn không là mình xong. Đó, thì mình sửa cách xử lý như vậy. Được chưa? Rồi, vậy là mình xong rồi ví dụ 3 em ha. Rồi, thầy cảm ơn em. Hello. Yes. Được chưa? Rồi, đừng ngại hết em ha. Rồi bắt đầu đi. Rồi ví dụ số 4. Rồi, chấp đề cho thầy. Chấp đề là một ý tưởng mới đấy em ha. Nhưng cái gốc để mình giải bài này là những kiến thức mình đã học ở những ví dụ trước thôi. Được chưa? Rồi, một ý tưởng như vậy. Rồi, chép đề bài cho thầy. Chép đề bài, chép lẹ. Đừng ngồi nhìn. Tìm giá trị của tham số m để hàm số sau có tập xác định là r. Đây, cái hàm số này như vậy. Một cái hàm chứa căn. Được chưa? Đó. Rồi, chép đề đi. Ngừng video chép cho dễ cũng được. Hoặc là mình thử để cho chép. Rồi, xong chưa? Rồi, bắt đầu ha. Vậy thì cái bài toán này là liên quan tới cái phần tập xác định. Vậy thì muốn làm tốt phần này mình phải nhớ cái tập xác định trước đã. Thì như thầy nhắc lại một chuyện nhỏ một xíu này. Thì như em biết này, cái hàm mà nếu mà có dạng căn, ví dụ căn của fx chẳng hạn. Đó, cái hàm trước dạng căn thì cái điều kiện xác định là cái gì? Rồi thì cái điều kiện xác định nó chính là có phải là bên trong căn là fx phải lớn hơn bằng số mấy này, bằng số 0 không? Được chưa? Còn nếu trường hợp cái hàm của mình có dạng là căn mà nằm dưới mẫu á, đây, 1 trên căn của fx chẳng hạn, căn nằm dưới mẫu như vậy. Đó. Vậy thì lúc này cái điều kiện xác định của mình là cái gì? Rồi cái điều kiện xác định là lúc này là fx của mình là chỉ xét nó lớn hơn số gì thôi, lớn số 0 thôi. Được chưa? Đó. Vậy mình để ý thầy cái này một tí xíu thôi, mình sẽ làm được. Tại vì những kiến thức về tập xác định mình học từ đầu năm rồi. Học từ cái phần bài, những bài đầu tiên của chương số 2 rồi, phần đại số lớp 10. Được chưa? Rồi, vậy thì mình xử lý em này em ha. Rồi, bắt đầu lời giải. Đây. Bắt đầu lời giải về này. Rồi, vậy thì cái hàm này có dạng là 1 chia căn, nghĩa là căn nằm dưới mẫu. Rồi, vậy thì bài này, vậy thì có phải lúc này em thấy ngay này, thì cái bài này cái tập xác định bình thường á là có phải là điều kiện mình là cả cái bên trong này, là cả cái bên trong căn này phải lớn hơn số gì? Số 0. Được chưa? Vậy thì bây giờ ha, luôn là vào luôn này. Hàm số đã cho có tập xác định là R, thì khi và chỉ khi cái biểu thức nằm bên trong căn đó là 2 trừ 3m nhân với x bình cộng với 2mx cộng với n m rồi trừ đi 1, thì cái này phải lớn hơn 0 với mọi x thuộc gì đây? Rồi mọi x thuộc R. Được chưa? Lớn hơn 0 với mọi x thuộc R. Đó. Thì lúc này chỉ xét lớn không thôi em nha. Tại vì căn nằm dưới mẫu thì nó không thể bằng không được. Đây, mình lưu ý hai cái này. Đó.
Vậy thì lúc này thì chẳng qua lại các em đi xử lý cái bài toán quen thuộc này thôi này. Là tam thức bậc 2 luôn lớn không với mọi ích thục đó. Thì làm giống như các ví dụ trước. Được chưa? Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không ngưng video lại và làm luôn chép luôn tập và làm tiếp cho thầy. Rồi sau đó mới bật video lên để coi tiếp lời giải của thầy. Được chưa? Chắc chắn là như vậy em ha. Còn đừng ngồi nghe tiếp. Nghe nhiều, nghe vậy đủ rồi. Còn lúc này lúc em thực hành để em nhớ bài. Được chưa? Rồi. Rồi, chúc mừng em đã trở lại để so sánh lời giải của em làm với của thầy các bạn ha. Rồi. Thì trong bài này thầy sẽ thấy này, hệ số A của thầy là 2-3m. Đó. B của mình chính là bao nhiêu đây? Là 2m. C của mình chính là m trừ mấy? M trừ 1. Được chưa? Rồi, thì ký hiệu đây là sao đi. Bước phương trình sao đi. Được chưa? Rồi. Do hệ số A của mình là nó có chứa tham số. Đây là mình xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình cho A bằng 0 và là tương đương là 2-3m sẽ bằng 0. Là m sẽ bằng bao nhiêu đây? Là 2/3. Được chưa? Rồi em thay m bằng 2/3 thay vào sao? Rồi, thay vào sao? Em sẽ có được cái gì? Đó, thì đem cái 2/3 này, vậy cái này sẽ bằng 0. Cái này sẽ bằng 0. Còn bây giờ thay vào đây là 2 m thay bằng 2/3 x cộng với cái này 2/3 thay vào đây là -1. Vậy cái này là sẽ lớn hơn 0. Được chưa? Vậy là tương đương cái gì? Cái này là 4/3 x 2/3 -1. Quy đồng số 3 lên là 2-1, vậy thành ra này là -1/3. Vậy cái này sẽ lớn hơn số mấy đây? Số 0. Và nếu em giải ra cái này là x sẽ lớn hơn 1 phần mấy đây? 1/4. 1/4. X lớn 1/4 thì cái này sẽ không thỏa. Rồi, em ghi là cái này là không thỏa yêu cầu. Không thỏa. Rồi, yêu cầu bài toán. Và đó em suy được ngay m bằng 2/3 thì con số này sẽ bị đấy, sẽ bị loại. Được chưa? Đó, tại vì mình đang cần tìm giá trị của m để cho nó luôn lớn không với mọi x thuộc R mà. Mà mình thấy trong trường hợp này thì cái bất phương trình này chỉ lớn không khi x lớn bao nhiêu thôi, 1/4 thôi. Nên đâu thỏa mọi x thuộc R thì mình loại 1/2/3 đi. Được chưa? Rồi trường hợp 2. Xét trường hợp 2. Được chưa? Trường hợp 2 là lúc này các em xét là trong trường này là hệ số A sẽ khác là khác 0. Vậy là tương đương là m sẽ khác 2/3. Vậy thì khi đó cái thằng sao này, cái thằng sao này thì sẽ tương đương với cái gì? Là mình nhớ cái dạng này rồi. Nó có tới hai bộ hai cái điều kiện là A và delta. Cái này là lớn không, về delta của mình sẽ chỉ nhỏ hơn số mấy thôi, số 0. Còn thằng A của mình trong bài sẽ là sẽ dương, là A sẽ dương. Được chưa? Đó. Rồi. Trong bài này A của mình chính là 2-3m. Cái này sẽ lớn hơn số mấy này? Lớn hơn số 0. Còn delta thì thầy cho mình nhìn thấy là ở đây B là số gì? Là số chẵn. Vậy mình dùng delta phẩy đi. Đó. Thì mình nhớ này, delta phẩy thì bằng là B phẩy bình phương rồi trừ A rồi AC. Thầy nhắc lại đây một tí nha. Vậy các em dùng delta phẩy. Được chưa? Là B phẩy là chia 2 là B phẩy là M. Là M bình phương. Trừ đi AC. AC là chính là 2-3M. 2-3M nhân với M trừ 1. Được chưa? Rồi cái này sẽ làm sao đây? Nhỏ hơn số 0. Được chưa? Rồi. Chỗ này em nhắc với thầy đi. Rồi. Em nhắc thầy khúc này ha. Này ra bao nhiêu này thầy này nữa này. M bình phương trừ đi mở ngoặc. Này là 2 x m là 2m. Để em nào chưa biết cái tính toán thì làm chung với thầy. 2 x -1 là -2. -3m x m là -3m bình. -3m x -1 là +3m. Nó đóng một ngoặc lại. Đây là m bình phương. Nhân với trừ đó là -2m, trừ với trừ là +2, trừ với trừ là +3m bình. Rồi. Như vậy ha. Chỗ này nên là chỗ này các em phải nhân phân phối cẩn thận này. Đó, là ngoài nháp cẩn thận, từ dấu cái này thôi. Và mình sẽ thu gọn lại này. Gọn lại ha. Cái chỗ này 2-3m lớn không, rồi các em chuyển qua thành m sẽ nhỏ hơn 2/3. Còn chỗ này này, m bình cộng
cộng 3 m bình là 4 m bình. Được chưa? Trừ 2 m với trừ 3 m chính là trừ 5 m. Đó, này chính là cộng 2. Và cái này sẽ là sao đây? Vé số 0. Mà bây giờ đây là bấm chỉ bậc 2, bấm máy tính. Bấm máy tính thì tôi thấy bao hình như là máy nó báo là vô nghiệm. Đó, hoặc là mình thấy ngay là cái phương trình về ở vế trái là bấm phương trình là vô nghiệm và là dấu cùng dấu hệ số A. Ở đây hệ số A là 4 là dương, và chứng tỏ cái thằng vế trái là luôn dương em ha, nên không thể nào âm được. Nên là cái bấm phương trình này mình sẽ ghi làm sao đây? Ghi là vô nghiệm. Đó, mà trong một cái hệ bấm phương trình có một bấm phương trình vô nghiệm thì mình kết luận cả cái hệ nó là sao đây? Vô nghiệm. Vậy thì mình sẽ kết luận ngay. Vậy tóm lại trong bài này ha. Vậy không tồn tại giá trị, đó, giá trị của m thỏa rồi yêu cầu bài toán, được chưa? Đó mình lưu ý thầy nó xem một tí. Rồi vậy thì cái bài ví dụ 4 là cũng kết thúc cái bài học các bài toán chữ tham số của thầy. Thì hy vọng là cái bài học này sẽ giúp ích em trong chuyện học tập, và nhớ làm bài tập kèm theo cho thầy ha. Và trong quá trình nghe giảng mà chỗ nào không hiểu em cứ mạnh dạn comment phía dưới với thầy, rồi thầy sẽ giải đáp tận tình cho em, được chưa? Rồi thầy cảm ơn em, và nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cái kênh của thầy cho các bạn cùng học tập, được chưa? Rồi hello, yes.